mọi người ơi, mừng quá mọi người ơi, hôm nay mưa hết rồi. Sau bao nhiêu ngày hạn mặn rồi, hôm nay là cái cơn mưa đầu tiên nha. Đây. Cơn mưa đầu mùa chứ, cơn mưa đầu tiên đó. Trời ơi, hôm nay là ngày 13 tháng 4 nha, nhớ nha, hôm nay là ngày 13 tháng 4 á. Tại xã Hưng Điền, huyện Dùng Cơm luôn. Đón cơn mưa đầu tiên nè. Mưa như thế này là hết hạn mặn luôn rồi. Bữa giờ cây cối nó khô cằn luôn nè, cây nào cây nấy lá nó vàng luôn hết rồi. Bây giờ đón cơn mưa đầu tiên là cây cối nó mừng hết sức luôn á. Rồi hơi đất nó bốc lên nè Quy, thấy không, nghe mùi hơi đất nó bốc lên nè. Đó, bây giờ cây cối nó mừng quá trời luôn á, cây cối nó vui luôn. Cơn mưa đầu mùa mà không thấy có gió, không có thấy trời sấm sét gì luôn á, thấy không? Có gầm hả? Trời có gầm một cái hả? Có sét một cái hả? Trời ơi, mừng quá mọi người ơi, mừng quá. Đây, vừa hết nước mặn nè, cây cối nó lại xanh lại nè, nó không còn bị héo úa nữa. Tôm cá ở dưới ao nó cũng mừng nữa, nó không bị mặn nữa, bởi giờ tôm cá nó cũng nổi lờ đờ hết trơn luôn. Trời ơi, mát nữa, người mình thì mát nè, mát mẻ nè, khỏe luôn á. Trời ơi, bởi giờ nắng nóng hầm thì nực nội, nức tối. Trời ơi, hôm nay là mưa sướng luôn á. Cái cơn mưa đầu tiên mà thấy là có thể là mưa dai mà mưa lâu nữa nè. Mưa lâu mà mưa lớn nè, lớn quá trời luôn nè. Đúng rồi, mưa lớn quá chừng gì lớn luôn nè mọi người ơi. Không biết sau cơn mưa này nó mưa tiếp hay là nó hạn nữa thì không biết. Mà à, đi xuống coi lấy nước đi, chứa nước đi, coi lấy đồ chứa nước đi, để mai mốt nó xong cơn mưa này là bắt đầu nó hạn lại nè. Cơn mưa đầu tiên đã quá trời luôn, nó vừa lớn và vừa nhiều nữa nè. Wow, thích quá mọi người ơi. Mưa chuẩn bị tạnh rồi mọi người ơi. Thế là mình đã được hứng đầy được một cái hồ nước luôn nha. Đây nước nó còn ngập luôn nè. Đó, còn nhiễu hột hơi nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ cơn mưa đã tạnh rồi. Wow, hạt mưa còn nhỏ nhỏ thôi. Trời, còn không thấy, thấy hơi sáng sáng lên lại rồi đó. Rồi hứng được một hồ nước toàn rác không à. Nó tích tụ bao nhiêu tháng nay ở trên nóc nhà đó, rác nó bây giờ có mưa nó đổ xuống luôn. Trời ơi, đã ha. Đã, như cái giọt nước nó bị vướng rác rồi đó, nó chảy kìa. Chảy yếu rồi. Chảy yếu á. Không là tràn hồ luôn rồi á, nó chảy một lát xíu nữa là nó tràn cái hồ luôn. Đây, nước kìa, nước mưa là lớn à. Nó ngập xung quanh nhà luôn. Nó động dũng lại á. Cây cối tốt kìa. Đúng rồi, chỗ nào nó thấp thì nó động dũng lại. Mọi người ơi, cái cơn mưa đầu mùa của mình như thế là cũng là ấm lòng chiến sĩ lắm rồi đó nha. Ba sao bao nhiêu ngày hạn mặn đợi chờ, chờ đợi và đợi chờ đó, là cuối cùng ông trời ông cũng đã cho mình được một cái cơn mưa đầu mùa vô cùng lớn và hứng rất là nhiều nước nha. Bây giờ chắc là nếu như mà ông trời ông có hạn một tháng nữa thì vẫn có nước xài nha. Cây cối vẫn còn chịu đựng được nha. Mà nay là cũng 13 tháng 4 rồi thì cũng chắc cũng sắp tới mưa rồi, vào mùa mưa. Cùng lắm là một tháng nữa thôi. Bye bye.
ba người. Chúc mọi người thật là vui vẻ nha, có một ngày thật là mát mẻ nha. Mưa thế này là rất là mát rồi.